Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh sự sống hoàn toàn khác biệt nhau. Do sự chiêu cảm nghiệp báo quá khứ, cho nên đời sống hiện tại của chúng ta có sự bất đồng trên mọi phương diện, không ai giống ai. Ta thử đặt câu hỏi, tại sao ta lại sinh ra trong nhà nghèo để chịu cảnh thiếu thốn, khó khăn, mà không sinh vào nhà giàu để hưởng cảnh an nhàn phú quý? Tại sao mình đen, xấu, bệnh tật mà không được đẹp đẽ như mọi người? Tại sao ta lại dốt nát quê mùa mà người kia lại thông minh, khôi ngô, tuấn tú? Chẳng lẽ thần linh thượng đế đã sắp đặt an bài như thế hay sao? Tại sao sự đời lại trớ trêu như vậy? Nhưng đó là nội dung cũng là câu chuyện nghiệp và số mệnh mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Sự sống trên thế gian này với thiên hình vạn trạng, phức tạp, đa năng, đa dạng, muôn hình muôn vẻ, khi thì thế này, lúc thì thế khác và vô cùng mầu nhiệm. Đạo Phật có cách nhìn chín chắn hơn nhờ biết suy tư và nghiệm xét, cho nên thấy rõ mọi sự thành bại nên hư đều do mình tạo lấy, không đổ thừa cho ai hết. Đức Phật là bậc giác ngộ, giải thoát hoàn toàn, cho nên thấy chúng sinh luân hồi trong ba cõi sáu đường, giống như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường vậy. Đạo Phật không phải là ngẫu nhiên luận rồi vô trách nhiệm đối với những hành vi của mình, hay cho rằng mọi chuyện rủi ro, may mắn, bất ngờ đều do bỗng dưng khi không tự nhiên mà có. Khái niệm về số mệnh hay số phận là quan điểm của các trường phái triết học như thần ý luận, đa thần giáo, túc mệnh luận, định mệnh luận và thiên mệnh. Thần ý luận cho rằng có một đấng thượng đế quyền năng có thể ban phước giáng họa, sắp đặt cuộc sống của con người. Mọi sự khổ vui, nên hư thành bại trong cuộc đời đều do đấng tối cao này sắp đặt. Túc mệnh luận thì cho rằng mỗi người sinh ra trong cõi đời này đều có số mệnh do quá khứ đã an bài và sắp đặt. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều do quyết định trước của quá khứ. Mọi cố gắng của con người đều vô ích. Song Đạo Phật không chấp nhận như thế. Cái gì cũng đổ thừa cho số mệnh đã định sẵn của đời trước, mà không chịu làm mới lại chính mình, để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Thiên mệnh luận thì cho rằng có một ông trời quy định cho mỗi cá nhân một số mệnh. Trời kêu ai nấy dạ, con người không thể cãi lại lệnh trời. Cho nên Khổng Tử khi làm việc gì, thành công hay là thất bại, đều nói do trời là vậy. Con người không có quyền tự chủ, phải sống lệ thuộc với ông trời. Mọi cố gắng của con người không ngoài ý trời. Trời ban cho tất cả, trời kêu ai nấy dạ. Do đó, số mệnh hay là số phận đều dựa theo quan niệm từ xưa. Nó chỉ phù hợp khi con người chưa văn minh, chưa tiến bộ. Ngày nay, khoa học đã chứng minh cho ta thấy rõ nguyên nhân. Không có cái gì chỉ một nhân mà có thể hình thành. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này là một chuỗi dài nhân duyên. Chúng liên hệ chằng chịt với nhau bằng nhiều móc xích theo nguyên lý cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Ai nói trên đời này có một nhân mà hình thành thì ta biết rằng người này chưa hiểu thấu lý nhân quả. Quan niệm trời sinh ra vạn vật cho đến ngày hôm nay không còn phù hợp nữa. Đạo Phật nói rằng tất cả chúng sinh có mặt trên thế gian này đều do nghiệp tạo ra, nên phải chịu quả báo trong đời hiện tại, chứ không có sự sắp đặt của đấng nào cả. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là năng lực được tạo từ thân, miệng, ý, được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi lâu ngày trở thành thói quen. Chính thói quen đó có sức mạnh lôi cuốn lại chúng ta. Như khi ta mới tập hút thuốc, khi ấy ta làm chủ, muốn hút thì hút, không hút thì thôi. Cho đến khi ta đã hút được vài tháng rồi, khi nó đã ăn sâu vào tâm thức của ta, thấm nhuần vào cơ thể, lúc đó ta làm theo sự sai sự của nó, cho nên gọi là nghiệp hay còn gọi là tập khí. có nhiều nghiệp đã được tạo ra trong quá khứ, cho nên ngày nay chúng ta sanh ra trong đời này có nét mặt, hoàn cảnh, sự sống không giống ai, rồi tùy theo sở thích của mỗi người trong hiện tại mà tạo ra nghiệp nhân mới. Còn ai quan niệm rằng con người do trời định sẵn phải chịu số phận đã an bài, dù con người có cố gắng thay đổi cách mấy đi nữa cũng không thể thay đổi được. Nói như vậy là chúng ta phủ nhận quyền làm chủ bản thân của con người. Trong khi đó, chúng ta có đủ khả năng suy xét, quán chiếu nhận thức đúng sai và dùng trí tuệ để mà soi sáng muôn loài vật. Nếu chúng ta ai cũng chấp nhận số phận đã được định sẵn, thì làm sao con người có thể thay đổi hoàn cảnh sống mà càng ngày càng được thăng tiến tốt đẹp? Ngược lại, Đạo Phật nói rằng nghiệp do chúng ta tạo ra từ thân, miệng, ý thì chính mình có quyền thay đổi, chuyển hóa tùy theo khả năng sở thích của mỗi người. Khi chưa biết tu tập, ta có thể trộm cướp, lường gạt người khác bằng mọi mánh khóe thủ đoạn. Nay ta biết tu tập rồi, thấy đó là hành động không tốt, có hại cho mình và người, cho nên dứt khoát không làm nữa. Trước do ta không hiểu nên ta làm ăn gian lận, lừa đảo. Nay ta hiểu rõ về nhân quả nghiệp báo thì ta làm ăn chân chánh trở lại để tạo nên nghiệp thiện lành, vân vân. Như vậy, nghiệp là do sở thích của mình quân tập mà thành. Vì thế, mình có quyền thay đổi, chứ không cam chịu đầu hàng cho số phận đã an bài. Vì thế, trong hiện tại, ta cảm thọ khổ hay vui, lành hay dữ, ta có thể đoán biết nghiệp trước kia của ta đã tạo nên. Người có ý chí, nghị lực thì sẽ thay đổi, chuyển hóa nghiệp xấu một cách dễ dàng. Còn người chấp nhận theo số phận đã an bài thì vô tình làm mất đi khả năng làm chủ chính mình, để rồi ta mãi sống trong đau khổ lầm mê, không có ngày thôi dứt. Nghiệp khác với số mệnh ở chỗ, nghiệp có thể thay đổi được, còn số mệnh thì không thể. Nghiệp nói cho đầy đủ là nhân quả nghiệp báo. Nói đến nghiệp báo là nói đến nhân duyên, là nói đến sự chuyển biến linh động của nhân quả. Còn nếu cho rằng số trời đã định, gieo nhân nào thì trả quả đó, thì không ai có thể tu hành mà chuyển quả si mê, tối tâm mờ mịt thành trí tuệ từ bi. Trong Kinh A Hàm, Phật dạy, người gây nhân xấu ác, trước hoặc sau họ biết tu thân, tu giới, tu tâm. Tùy theo khả năng tu tập nhiều hay ít mà quả sẽ thay đổi. Nếu nói gây nhân nào phải chịu quả nấy, thì vô tình ta chịu chết chìm trong si mê tội lỗi. Nói như vậy có đúng như lời Phật dạy hay không? Nói nhân nào quả nấy thật không sai. Đối với những người chịu chấp nhận buông trôi theo số phận, mặc tình chạy theo dòng đời, ai làm sao thì ta làm vậy, ai làm bậy ta làm theo, chẳng cần suy nghĩ nhận định đúng sai là gì. Người yếu đuối, bạc nhược, thấp hèn, thiếu ý chí sẽ chấp nhận cuộc đời như bèo dạt mây trôi. Nhân như thế nào thì quả như thế ấy. Nhân nào quả nấy hay là gieo gió gặt bão. Vấn đề nhân quả nghiệp báo nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai cũng biết rằng tạo nhân xấu thì sẽ gặp quả dữ, làm việc thiện lành thì sẽ hưởng quả tốt đẹp. Mới nghe qua ta thấy rất đơn giản, nhưng suy nghiệm lại sự diễn biến của nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Khi chúng ta chịu khó tu hành, thường xuyên suy tư quán chiếu thì mới có thể thấu được nhân quả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Từ khi tạo nhân cho đến lúc thành quả, cần phải có thêm các yếu tố phụ của duyên thì mới cho ra được quả. Trong kinh có câu chuyện Phật dạy như sau. Có một gia đình nọ nuôi một đàn dê. Một hôm, có một người thường dân nghèo đến trộm dê. Gia chủ bắt được đánh đập rồi đem ra quan huyện truy tố bỏ tù. Lần sau kẻ trộm dê là người của quan lớn. Gia chủ bắt được chỉ tức tối, bực bội, la mắng chửi rủa vài câu rồi thôi, chứ không dám đối xử nặng nề như người thường dân trước kia. Có một lần khác gia chủ bắt được kẻ trộm dê là lính của nhà vua. Gia chủ không dám tức tối mà còn van xin năn nỉ người ấy đừng đến bắt dê của mình nữa. nếu có bắt thì bắt con nhỏ thôi. Trong 3 trường hợp trên, người ăn trộm là thường dân, bị đánh đập khổ sở và bị bắt bỏ tù, thì đổ thừa tại trời. Trời hại tôi rồi. Trời nào mà làm thế? Chỉ do chúng ta tạo nghiệp xấu ác nên mới chịu quả báo khổ đau. Làm gì có ai trừng phạt ta bao giờ? Hạng người này gọi là nhân nào quả nấy không sai. Hạng người thứ hai tuy cũng đi ăn trộm nhưng là người cổ quan. Phật dụ người này có gieo chút ít phước lành nên chỉ bị chửi mắng thôi. Hạng người thứ ba thân tín với nhà vua, tuy có ăn trộm, Phật dụ cho người biết tu thân, tu giới, tu tâm, cho nên không bị gì mà chủ dê còn năn nỉ nữa. Để làm sáng tỏ tiến trình diễn biến của nhân quả, chúng tôi xin dẫn một đoạn đối đáp trong Kinh A Hàm. Có một vị Bà La Môn đến hỏi vị đệ tử của Đức Phật: Thưa Tôn giả, Sa Môn Cù Đàm dạy người tu 10 điều thiện lành, sau khi chết được lên thiên đàng phải không? Vị đệ tử của Phật trả lời: Vâng, đúng vậy. Thế Tôn chúng tôi đã dạy như thế. 10 điều thiện lành đó là: thứ nhất, không giết hại, không trực tiếp giết, không xúi bảo người giết, không hoan hỉ khi thấy người giết, lại hay khởi lòng thương tưởng đến con người và muôn loài. Không những không giết hại mà còn khởi tâm phóng sanh, giúp các loài vật thoát được cái chết trong gang tấc. Thứ hai, không gian tham trộm cướp mà còn bố thí cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ. Thứ ba, không tà dâm gian díu với người khác khi đã có vợ, có chồng, mà còn khuyên nhủ mọi người hãy sống có tiết hạnh, chung thủy để bảo vệ hạnh phúc lứa đôi. Thứ tư, không nói dối để lường gạt người, mà hãy nói lời sự thật, đúng chân lý. Thứ năm, không nói lời đòn sốc hai đầu làm mất đoàn kết, hiểu lầm nhau, sinh ra ân oán thù hằn, mà hãy nói lời an ủi, sẻ chia trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Thứ sáu, không nói lời mê hoặc để dụ dỗ người, lại hãy nói lời hòa nhã vui vẻ, tạo sự gắn bó gần gũi, yêu thương lẫn nhau. Thứ bảy, không nói lời ác độc, mắng chửi làm người khổ đau. Thứ tám, bớt tham lam, ích kỷ, tí tiện, lại hay che chở, bao dung, độ lượng, tha thứ. Thứ chín, bớt nóng giận, phẫn nộ để tạo sự thân thiện cho nhau, lại hay khởi tâm từ bi rộng lượng, thấy ai cũng là người thân thương nên dễ gần gũi và giúp đỡ lẫn nhau. Thứ 10, bớt si mê, bởi đây là nguyên nhân chính dẫn đến cội nguồn tội lỗi. Do si mê chấp trước bám víu vào xác thân này nên thấy ta là trùm của thiên hạ, ỷ tài cậy sức làm tổn hại cho nhau. Từ đó thế giới này luôn xảy ra chiến tranh, giết chóc, tàn phá lẫn nhau. Trả lời xong, nhưng vị đệ tử Phật vẫn áy náy, không yên tâm, vì không biết lời giải đáp của mình có đúng hay không, nên vội vàng về gặp Đức Phật thưa hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, con trả lời khẳng định như thế có đúng hay không ạ? Đức Phật bảo: Cũng đúng, cũng sai. Ở đây chúng ta cần tìm hiểu xem đúng và sai chỗ nào. Phật Pháp không nhất thiết phải cố định, mà tùy thời, tùy duyên, tùy theo hoàn cảnh mà linh động quyển chuyển. Người tu hạnh thập thiện sau khi mạng chung được sanh về các cõi trời, đó là nhân nào quả nấy không sai. Ta gieo trồng được nhân tốt, tất nhiên ta được quả tốt. Điều đó không ai có thể chối cãi, phủ nhận được. Nhưng nhân quả nghiệp báo rất đa dạng và phức tạp, không thể theo một chiều mà xác định được rõ ràng, chính xác. Người chấp nhận sống theo quan điểm có số phận đã an bài thì không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng đối với vấn đề nghiệp báo thì không phải là một tiến trình cố định. Bởi vì nghiệp được hình thành từ thói quen, được lặp đi lặp lại nhiều lần từ thân, miệng, ý của mình. Chính vì vậy, chúng ta có thể thay đổi nghiệp được. Khi xưa chưa biết tu, ý luôn khởi tham lam, mong muốn đủ thứ hết, thân lại luôn làm những điều sằng bậy, làm tổn hại cho người và vật, chỉ biết lợi mình mà thôi, ai ra sao mặc kệ. Nay đã biết tu rồi, ý luôn nghĩ những điều tốt đẹp và thánh thiện, không còn tham lam quá độ, khiển thân luôn làm những điều phước thiện, giúp người cứu vật. Trước kia miệng luôn nói lời ác độc, gây ra ân oán hận thù, làm tổn thương đến người khác. Nay biết tu rồi, miệng luôn nói lời chân thật, thiện cảm, vui vẻ, hòa nhã, thương yêu. Người sống theo quan điểm có ông trời tạo ra, đành phó thác và chấp nhận số phận của mình thì không thể thay đổi được hoàn cảnh. Còn người tin sâu nhân quả thì tùy theo khả năng tu tập của mình mà nhân quả được thay đổi theo chiều hướng tích cực, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Vị đệ tử Phật sau khi nghe Thế Tôn nói thế, liền bàng hoàng sửng sốt, giật mình hoảng sợ, liền hỏi Phật: Bạch Thế Tôn đã từng dạy tu hành thập thiện, chết được sanh lên cõi trời để hưởng phước. Còn người tạo ác sau khi chết bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao bây giờ Thế Tôn lại nói vậy? Đức Phật từ tốn phân tích cho vị đệ tử. Tu thập thiện là nhân sanh lên cõi trời là không sai. Nhưng gần tới giờ phút lâm chung, người đó gặp chuyện không được như ý, tâm nổi sân hận, tức tối, giận dữ. Thế là tạo nghiệp bất thiện từ ý thức. Lúc gần chết thì người ấy không đủ phước sanh lên cõi trời. Ông khẳng định như thế, vô tình cho ta nói dối hay sao? Nếu người đó trong quá khứ tạo quá nhiều nghiệp xấu ác, nhưng hiện tại mới tu thiện một thời gian ngắn, nghiệp ác quá khứ quá nhiều, nên khi chết không được sanh lên cõi trời. Như vậy, ông vô tình hướng dẫn sai lời ta dạy. Vậy không phải phỉ báng ta là gì? Ngược lại, người gây tạo 10 điều ác là nhân dẫn đến đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng lúc gần chết, người ấy gặp được chánh pháp, biết thức tỉnh hồi đầu. Nghiệp thiện từ tâm của họ quá mạnh, nên nghiệp ác không đủ sức dẫn họ vào chỗ xấu. Thế là họ tái sanh vào cõi lành. Trường hợp khác, người mới tạo nghiệp ác 3 năm, nhưng trong quá khứ họ đã tạo nghiệp lành quá lớn, nên nghiệp ác không đủ sức dẫn họ vào chỗ xấu. Họ cũng được sanh vào cõi lành. Ông khẳng định người tạo 10 điều ác bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng đâu có đúng. Khẳng định như vậy chẳng phải phỉ báng lời dạy của ta là gì. Bởi người tạo 10 điều ác thì có tội, nhưng tội đó nặng hay nhẹ còn tùy theo tâm người ấy ác ý hay không. Ác ý khi họ làm các điều ác đó. Tóm lại, sau khi lâm chung, được sanh lên cõi trời hay bị đọa lạc vào ba đường ác còn tùy thuộc vào tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp của người đó mạnh hay yếu đối với nghiệp ác hay lành. Do đó, đạo Phật không có gì là cố định cả. Nếu ai nói điều gì có tính cách khẳng định thì ta biết người này chưa hiểu thấu lý nhân quả nghiệp báo. Những lời khẳng định trong đạo Phật chỉ mang tính chất răn nhắc và khích lệ để mọi người tu theo Phật, cố gắng không làm những điều xấu ác mà thôi. Người Phật tử chân chính sẽ thấy nghiệp báo có thể thay đổi tùy theo năng lực tu tập của mỗi người. Hiểu thấu đáo giáo lý nhân quả, thực hành đúng lời Phật dạy, chúng ta có thể làm mới lại chính mình, thay đổi hoàn cảnh, không phó thác cuộc sống cho số phận đã an bài, mà bằng sự nỗ lực tự thân chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc, chuyển mê thành ngộ để sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tôi lúc trước si mê cùng lầm lạc, gây biết bao khổ não cho nhiều người. Nhờ Tam Bảo, Mẹ Hiền đã tế độ, tôi vượt qua bao ngục tù tăm tối, để rồi đây kết nguyện với muôn loài. Hầu đền đáp sẽ chia cùng tất cả, để cùng nhau kết nối tình yêu thương. Vì sao số phận bạn luôn lận đận khổ đau? Hiểu được những lời Phật dạy này, tâm bạn sẽ an yên tự mình. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều nghiệp ác, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập tri, Phật tri kiến. Suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới định huệ, vì đó là nền tảng căn bản của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập niết bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo, để vượt bể khổ lên bờ giác. Chính vì tầm quan trọng đó, Đức Phật đến cung rồng Ta Kiệt La thuyết kinh Thập Thiện Nghiệp để cho chúng sanh biết cách ngăn ngừa các điều ác, phát triển những điều lành, tu hành cho đến ngày thành Phật. Nhận thấy sự lợi ích của Thập Thiện Nghiệp nên tôi cố gắng nghiên cứu kinh luật và sưu tầm rất nhiều tài liệu nói lên tính chất nhân quả, nghiệp báo, phước lành cho người thực hành thập thiện và tai hại đến những ai nói làm ngược lại. Hôm nay, quyển thập thiện này có dịp ấn tống là nhờ sự nhiệt tình hợp tác của các huynh đệ. Xin chân thành gửi đến quý đạo hữu món quà tinh thần với lòng thành kính nguyện, cầu cho chánh pháp được truyền bá khắp mọi nơi. Mọi người đều giác ngộ, cái tà quy chánh, từ bỏ thập ác, sát sanh hại vật, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì thập thiện, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, phóng sanh, làm lành lánh dữ. Cầu cho kẻ đuôi điếc được thấy nghe, người tàn tật, tâm ngọng thì lành mạnh, nói được. Người bệnh hoạn mau bình phục, người hoạn nạn, đói rách, đau khổ được bình yên, no ấm, an vui, tịnh lạc. Người người nâng mình trong ánh hào quang của chư Phật, biết lấy lòng từ bi, quý kính lẫn nhau. Thế giới hết nghiệp đau binh, mưa hòa gió thuận, quốc thời dân an. Muôn loài dứt sạch phiền não, oan trái, nghiệp chướng tiêu trừ, thượng tâm an lạc, phước huệ song tu, đạo quả chóng viên thành. Kẻ âm được siêu, người dương thành thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Để pháp mênh mông, thầm thâm vi diệu, khó mà diễn tả hết ý kinh, nên không sao tránh khỏi những điều sơ suất thiếu sót. Ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi quan hỷ bổ túc thêm cho quyển thập thiện này được hoàn hảo hơn. Thành thật tri ân, thành thật tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sở dĩ con người ta khổ là do mong muốn trái lại với sự thật. Nhân đây, tôi xin kể cho quý vị Phật tử nghe một câu chuyện. Hồi lúc còn sanh tiền, sư phụ tôi là Hòa Thượng Thích Giác Đức kể cho chư tăng nghe. Một hôm, có cô công chức đến tịnh xá, lại Phật xong rồi, cô đến gặp thầy tôi than thở: số phận con sao quá khổ sư ơi! Con nghe nói đạo Phật có pháp cứu khổ cứu nạn, vậy nhờ sư giúp cho con hết khổ. Cô khổ vì việc gì? Nói cho sư nghe thử coi. Thưa sư, con làm trưởng phòng nha Địa Dư, vì ông giám đốc vô cớ cho con nghỉ việc để đem thân nhân của ông ta vào. Một nỗi khổ nữa là trước khi ông ta đi làm việc là phải chạy xe ngang qua nhà của con. Mỗi lần thấy ông ta là con vô cùng tức giận và khó chịu làm sao. Con ăn không được, ngủ không yên, sụt đến 5 cân. Sư có phép gì trị giùm con? Ông giám đốc vô cớ đuổi cô là có lỗi. Cô lại chấp cái lỗi của ông ta, tự làm khổ cô. Trong khi đó, ông giám đốc có khổ không? Ông ta ăn ngủ ngon lành nên mới có sức khỏe, ngày nào cũng chạy xe đi làm việc. Còn con ăn ngủ không yên nên mới ốm như vậy. Từ khi cô nghỉ việc ở Nha Địa Dư đến nay, cô có làm ăn được gì không? Con về nhà buôn bán, tiền lời gấp 10 lần ở cơ quan. Người ta cho cô nghỉ việc để đi buôn bán, làm giàu, mà cô không vui, trái lại lấy cái quấy của người ta làm khổ mình. Đầu cô nghĩ lại coi có đúng không? Sư nói đúng quá, sao con nghĩ không ra? Con thành thật cảm ơn sư đã chỉ dạy. Chuyện trên cho chúng ta thấy Cô trưởng phòng lúc nào cũng muốn cho giám đốc đừng bao giờ đuổi mình, nhưng ông ta lại đuổi. Điều gì làm cho cô khổ đau? Cô khổ là gì? Cô không hiểu lý nhân duyên. Nhân quả chấp nhận sự thật để vui vẻ sống với nó. Khi hiểu ra rồi, cô hết khổ ngay. Lại một hôm khác, thầy tôi kể tiếp một câu chuyện nữa. Chuyện đó như thế này. Nhân ngày rằm, có một cô Phật tử đến tịnh xá vừa lạy Phật vừa khóc nức nở. Thầy tôi đến hỏi, cô ơi, tại sao cô khóc như thế? Thưa sư, chồng con lấy tiền rồi bỏ đi theo vợ bé. Con khổ quá, con muốn tự tử chết khuất cho rồi. Cô ơi, cô có con cái không? Và chồng cô lấy tiền đi theo vợ bé, còn chừa lại cho cô đồng nào không? Con có 2 đứa con trai, chồng con lấy đi 10 triệu, để lại cho con 20 triệu. Tôi hỏi cô, 2 đứa con và 20 triệu còn lại, so với chồng cô và số tiền 10 triệu mà anh ta đem đi, cái nào quý hơn? 2 đứa con của con và nhà cửa tiền bạc còn lại quý hơn. Chồng con và 10 triệu kia làm sao mà bằng được? Cô thấy không, cô còn lại 2 đứa con và nhà cửa, của cải tiền bạc như thế. Tại sao cô không sống để mà nuôi con, mà lại đòi đi tự tử chết đi? Còn con của cô để lại cho ai nuôi? Nhờ sự giảng giải, con mới thấy rõ mình dại dột quá. Nếu không chắc con chết mất. Đội ơn sư, con làm phiền sư quá. Mong sư hoan nghĩ cho. Có những chuyện mà không cần giải thích, chỉ hỏi cho người ta thấy được những điều sai của họ, thì tự nhiên họ tỉnh ra. Người ta thường tả cảnh những vạc dầu sôi ở âm phủ, thấy phát khiếp sợ. Nhưng có tả cảnh những vạc dầu sôi, thế đang nung nóng những người quá ưu tư, lo lắng âu sầu ở thế gian này. Tâm ta là một cõi riêng, nó là địa ngục, cảnh tiên trên trời. Cảnh tiên nhờ nó vui tươi, địa ngục vì nó thành nơi đọa đầy. Trên đời có một số người quen ăn nói thô lỗ, sổ sàng, lại cố chấp cho đó là đúng. Thật chẳng tốt đẹp gì khi ta buông ra những lời thô tục khó nghe trước mọi người. Người lịch sự khi nói năng phải giữ lời giữ ý, không hấp tấp vội vàng, không vừa nói vừa cười, không nóng nảy. Trước khi nói phải suy nghĩ cho chín chắn, không nên nói thẳng thắn quá làm mất lòng người. Tuyệt đối tránh cãi vã, đôi co, trách móc hay chỉ trích người khác. Cần tránh những kiểu nói năng kiêu ngạo, sất láo. Lời nói ôn tồn, hòa nhã, tế nhị, ngọt ngào, ngay cả lúc tức giận, mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, không hiện ra sắc mặt giận dữ. Thường giữ đức khiêm tốn, lời nói tao nhã, đối đáp cởi mở, nói đúng nơi, dừng đúng chỗ. Lời nói ngọt lọt tới xương, lời nói chân thực, ngọt ngào, có sức mạnh cảm hóa được lòng người. Như thế, chúng ta sẽ đạt được kết quả như ý. Trái lại, hễ ai nói trái ý, làm nghịch lòng một chút, liền sân si, sừng sộ, phẫn nộ, la lối ôm sòm. Hạng người như thế đó, không làm được việc gì, lại thường chuốc họa vào thân. Trong đời sống, chúng ta đừng làm phật lòng người khác. Khi cần khen chê, phải hết sức tế nhị, kín đáo, cho dù người đó có thân thích đến mấy, bởi chẳng có ai muốn mình bị chê. Trong khi khen, cần cân nhắc cho đúng chỗ, hợp thời, chớ tâng bốc, đề cao quá trớn trước đông người. Như thế sẽ làm cho người được khen cảm thấy ngượng ngùng và gieo mầm ganh ghét đố kỵ với người chung quanh. Không khéo, họ sẽ đánh giá cho ta là người thiếu kiến thức, nịnh bợ không đúng lúc. Thí dụ, trong đoàn thể có 1-2 người nổi bật về mọi mặt. Nếu là nhà lãnh đạo sáng suốt nên nói thế này: trong chúng ta phần nhiều đều chấp hành tốt, nhưng có anh A chị B nổi bật hơn hết nên khen thưởng khích lệ tinh thần. Quý vị có đồng ý không? Nói như thế, cả người được khen thưởng và người không được khen thưởng đều hoan hỷ. Trái lại, mỗi khi mở miệng ra là đề cao khen ngợi, chỉ có một hai người như vậy là ngấm ngầm cho hội chúng là bất tài vô dụng, thì họ sẽ bất mãn ta, dẫn đến hậu quả mất hết niềm tin và nghị lực của tập thể, chắc chắn sẽ lãnh lấy thất bại. Còn khi chê, trước tiên phải hết lòng thương yêu, tận tình giúp đỡ và khen ngợi trước, rồi khéo dẫn chứng chuyện này chuyện nọ để cho họ nhận ra khuyết điểm sửa sai mà không làm tổn thương danh dự của người ta. Cổ đức thường dạy, mọi việc xử sự khoan hòa thì phước đức tự nhiên sâu dày, xử sự khắt khe độc ác thì phước đức tiêu mòn. Phong cách vẫn đang chính là biểu hiện bên ngoài để giao thiện cảm với người chung quanh. Muốn có phong cách nói năng, hành động tốt, chúng ta cần tạo ra cho bản thân phong thái ung dung tự tại, cử chỉ khoan thai, gương mặt vui vẻ, giọng nói phải thanh tao, khi bổng, khi trầm, khi lên, xuống đúng chỗ. Tránh sử dụng những câu quá tối nghĩa, khó hiểu, nói một đàn, ý một nẻo, làm cho người nghe hiểu lầm thì thật là tai hại. Không nên nói soi mói và chuyện riêng tư của người khác, tránh đề cập đến vấn đề mang tính chất tranh cãi. Trong quá trình tranh cãi, dù ta đúng hay sai, cũng đều để lại những vướng mắc khó chịu cho ta và người. Nói đến phước báo của sự cúng dường bố thí, thuở Phật còn sanh tiền, một hôm, tiên nữ Sumana rớt bát cúng dường tam bảo, xong liền đến đảnh lễ Đức Phật thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con thường rớt bát cúng dường và bố thí giống, việc làm đó kết quả của nó như thế nào? Xin Đức Phật từ bi chỉ giáo. Phật bảo: Này Sumana, nếu trước khi con cúng dường bố thí, trong khi cúng thí cho đến sau cùng đều khởi tâm hoan hỷ, thời phước đức ấy quả thực vô lượng vô biên. Hiện tại thân tâm an lạc, người trí khen ngợi, nếu đem hồi hướng cho người thân quá cố, thời cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Bằng như đem phước lành đó cầu đạo quả Bồ đề, thời sau khi chết sinh trở lại vào nhà tôn quý, xuất gia, được thừa hưởng sự cúng dường một cách đầy đủ và chẳng bao lâu đắc được đạo quả Bồ đề. Kinh A Hàm Phật dạy, nếu người nào phát tâm bố thí cúng dường như lời Phật dạy, người đó khi đi, đứng, nằm, ngồi, phước đức thường sanh không dứt. Như chuyện ông cấp cô độc xây các tịnh xá kiệt duyên chưa xong mà cung trời đã kiến tạo dành sẵn cho ông rồi. Chẳng những vậy thôi mà còn vượt qua mọi ách nạn. Thuở xưa, Đức Phật tu khổ hạnh trong rừng già, ma dương đến quấy nhiễu đủ mọi cách nhưng không bao giờ làm lay chuyển được tâm Ngài. Ma dương hỏi Phật, sao Ngài không ở hoàng cung để hưởng nhân lạc thú, tội gì dấn thân vào chốn nguy hiểm khổ cực này? Nào rắn, rết, hổ beo, ma quỷ, Ngài không sợ sao? Phật từ tốn bảo, có gì mà phải lo sợ? Ma dương nói, Ngài lấy chi để bảo vệ? Phật đáp, chính cái phước đức nó tự bảo vệ ta. Ma dương không làm sao lung lạc được lòng Ngài, liền biến mất. Người có phước còn thoát khỏi địa ngục, như trong luật A Tỳ Đàm nói, có bà lão nghèo nàn nhưng rất mộ đạo, nên bà cố gắng để dành tiền nhiều năm mới mua được bộ y cúng dường cho chư tăng. Từ đó bà giữ niềm hoan hỷ cho đến giờ phút lâm chung. Chẳng may do ác nghiệp đời quá khứ bỗng hiện ra tướng quả hào trong địa ngục, nhìn thấy ánh lửa phất phơ màu vàng đỏ, bà rất nhớ đến bộ y cúng dường, liền khởi tâm hoan hỷ. Tức thời lửa đỏ hóa ra sen hồng, thấy tiên đồng ngọc nữ đến rước bà về thiên giới hưởng phước. Phật bảo, người nào có phước đức, tự nhiên tâm minh, trí sáng, nói làm cầu mong việc chi đều được thành tựu tốt đẹp. Có người không có phước, tâm trí mê mờ, nói không ai nghe, làm đâu thất bại đó. Cầu muôn việc đều không thành tựu, thường chuốc họa vào thân. Phật dạy phàm khi nói phải hội đủ 4 yếu tố. Thứ nhất, lời nói phải đúng sự thật. Có nghĩa là mắt thấy, tai nghe phải hội đủ các chứng cớ mới nên nói. Nhưng nếu nói ra làm hại người cùng Phật thì không nên nói. Như chuyện tiền thân Đức Phật là thầy tỳ kheo. Một hôm đang ngồi thiền bên bờ suối, bỗng thấy con nai chạy ngang, người thợ săn đuổi theo. Gặp thầy liền hỏi: "Thầy có thấy con nai chạy qua ngang đây không?" Thầy nghĩ nếu mình nói không có thì phạm giới nói dối, còn như nói có thì gián tiếp chỉ cho người thợ săn giết chết con nai. Thầy chợt nghĩ ra ý kiến hay, liền đứng lên trả lời: "Từ lúc tôi đứng lên chẳng thấy gì hết." Người có trí đối diện với thực tế, cho dù có khó khăn đến đâu cũng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa tốt đẹp, đem lại lợi ích cho chúng sanh mà không phạm giới hư vọng. Thứ hai, lời nói phải hợp thời. Người có trí biết lúc nào nên nói và lúc nào không nên nói. Điển hình như nhắc lỗi ai mà người nghe đang mệt mỏi, phiền buồn, nóng giận, bệnh quạng hay giữa đám đông, khoan nói, đợi cho họ khỏe mạnh, vui vẻ mới nên nói. Nhưng chớ có xây dựng bằng những lời nói quá thô tráo, trắng trợn, làm tổn thương danh dự người ta, mà phải hết sức tế nhị, khéo léo. Thí dụ, nhà bên cạnh cao hơn nhà mình, họ thường xả rác xuống. Khi đó không nên tức giận la mắng, mà chỉ nên nói với chủ nhà: "Anh chị thông cảm, bảo mấy cháu nhỏ bỏ rác có chỗ, để nó không biết xả xuống nhà tôi dơ quá." Nếu họ không sửa đổi, mình nhờ người có uy tín quen biết với họ khuyên giùm. Ông bà ta thường nói: "Bà con xa không bằng láng giềng gần." Khi hữu sự tối lửa tắt đèn có nhau, đừng vì một chút không đáng mà làm mất lòng đôi bên thì không nên. Hoặc người vợ thấy ông chồng lôi thôi, khi đó chỉ cần đem hình ảnh gia đình nào đó gần bên thường sẽ ra xung đột, nhờ chồng giải thích tại sao họ bất hòa, tranh cãi, đánh đập lẫn nhau. Bản chất con người thích làm thầy đời. Anh ta nghe thế khoái chí nói: "Ông chồng kia thì thua lỗ, ăn nhậu, bồ bịch lôi thôi, còn bà vợ thì lại lười biếng, ăn xài phung phí, nói dai, không quán xuyến công việc nhà." Khi đó chỉ cần nói: "Nhờ sự hiểu biết sáng suốt, đức độ của anh nên gia đình mình mới được yên vui." Nếu sau này ông chồng có làm điều gì sai, chỉ cần nhắc lại là đủ. Không riêng chuyện vợ chồng mà bất cứ trường hợp nào cũng nên đem phương pháp này ra áp dụng, đều có kết quả tốt đẹp. Đó là một nghệ thuật cảm hóa người khác mà họ không biết, tưởng chừng như mình mới phát minh ra những sáng kiến mới. Trong việc sửa lỗi đóng một vai trò rất quan trọng, vì con người sống trên cõi đời nếu chưa phải là bậc thánh thì ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen bám rễ sâu vào nếp sống, thành tật xấu. Vì thế, bất cứ tổ chức nào, từ trong gia đình cho đến xã hội, tôn giáo, khi có lỗi lầm, cần chỉnh đốn lại mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Muốn diệt trừ những tật xấu ấy, phải nhờ đến bậc bề trên sửa lỗi lầm cho thì mới tiến bộ trên đường tu đức. Có điều chúng ta nên lưu ý, trước khi sửa lỗi ai, mình phải làm gương tốt trước và môi trường hoàn cảnh để sửa đổi như thế nào cho hợp lẽ đạo. Có lắm người tuổi còn nhỏ, địa vị thấp, nhưng lại mang trong mình dòng máu làm thầy đời ăn sâu vào tâm can. Lỗi của mình không lo tu sửa, hễ gặp ai cũng dạy luân lý, rồi cắt nghĩa chuyện đời phải quấy, lại còn la rầy, lên giọng dạy đời, bắt buộc người ta phải theo ý chủ quan của mình. Sửa lỗi theo kiểu đó là rất nguy hiểm. Xem lịch sử Trung Quốc thấy rõ chuyện Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi du ngô. Tỷ Can bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vô trụ. Lúc Khổng Tử đi đến Kinh Đô, nhà Chu, vào nhà lão Tử Thâm. Khi ra về, được lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là kinh thánh của sự thế. Đại khái ông nói, kẻ giàu tiễn người bằng của, tôi nghèo xin tiễn ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bơi móc chuyện xấu của người đời, làm cho thân khổ, cũng vì chỉ trích tội lỗi của kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ tâm khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt, chớ khinh ai hết. Khổng Tử nghe qua vui cười thủ lễ cảm ơn. Nhận nghe những lời thâm thúy của lão Tử, nên Khổng Tử ẩn thân vào nơi yên tịch, lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của ngài thành tựu được phần lớn là nhờ ẩn cư, an bần lạc đạo. Truyện trên cho chúng ta thấy Khổng Tử là một nhà hiền triết, mà còn phải cần những lời khuyên ấy để áp dụng trong đời sống. Còn chúng ta tài đức bao nhiêu mà lại đi hết nơi này đến chỗ nọ chỉ trích, đả kích những lỗi lầm của kẻ khác. Nếu là người hiền trí, họ ý thức sợ sai. Trái lại, chẳng may gặp kẻ hung dữ, độc ác, họ sẽ hãm hại ta. Bản chất con người, ai cũng vào lòng tự ái. Đừng bao giờ hại tội người ta một cách trắng trợn. Thủ tướng người Anh đã từng nói, Thượng đế hay Phật, phạt tôi thế nào thì phạt, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Cho nên khi sửa lỗi lầm của ai, ta nên bình tĩnh, sáng suốt, mời họ ngồi vào bàn hòa giải trong tinh thần tôn trọng đối phương. Ta dùng cách nói khiêm tốn, hòa nhã thì người ta dễ chấp nhận hơn. Trái lại, nếu mình nói giọng đao to búa lớn, xúc phạm người ta một cách quá đáng và chỉ trích với thái độ hách dịch, thì chắc chắn người nghe sẽ chống đối lại, chứ ta đừng mong thuyết phục được ai. Người ác đến đâu, có lúc họ cũng lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhận ra lẽ phải. Từ xưa đến nay, có biết bao bạo chúa hiếu chiến, tàn sát, ly dân, nhưng có lúc họ cũng biết lắng nghe lẽ phải. Lúc Hàng Võ đến thành, ngoại huynh ra lệnh chôn tất cả thanh niên. Có một em bé 13 tuổi tên là Kiều Thúc, đến nói với Hàng Võ Môn, muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ có nhận thấy rằng, hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại. Hàng Võ nghe nói phải liền chỉ thị rút lại lệnh tàn sát, rồi ra lệnh quân binh bảo vệ tài sản và mạng sống của dân chúng. Chúng ta hãy ăn chay để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái và cứu lấy sự sống của các động vật. Ăn chay có lợi ích như thế, vậy mà có người không hiểu. Khi ăn chay, bị bệnh chút ít, nghe người ta nói ăn chay lệch lạc, làm tổn hại sức khỏe, nên mới sanh bệnh như thế, liền bỏ ăn chay, quay sang ăn mặn. Đó là quan niệm sai lầm, đáng tiếc vô cùng. Xin lỗi mà nói, nếu không nhờ phước ăn chay, họ còn mang những căn bệnh ghê gớm hơn như thế. Thanh triều năm Đào Quang, ở tỉnh Chiết Giang, huyện Gia Hưng, quan thái thú họ Trần sinh hoạt xa xỉ từ y phục, ngựa xe cho đến những vật trang trí nhà cửa, phòng ốc đều mỹ lệ. 3 bữa ăn hàng ngày, Trần thái thú rất thích ăn ốc vịt, chân gấu, vi cá, mề gà, khô nai. Nói chung là ông ta dùng những thực phẩm rất cầu kỳ, quý giá để ăn và đãi khách, mà nhẫn tâm tàn sát vô số sinh vật vô tội. Ông thường nói với mọi người, đời người sống được chẳng bao lâu, nếu không biết tận hưởng những thức ăn cao lương mỹ vị thì thật là uổng. Những bậc hiền trí đều không đồng tình với quan điểm của ông, nên thường có nói, để rồi xem, chung cuộc một ngày nào đó, chắc chắn ông ta sẽ chuốc lấy quả báo xấu. Quả nhiên trải qua hơn 10 năm, gia cảnh lần lần suy sụp, còn ông thì mang một chứng bệnh điên, không phân biệt đông tây phải trái sạch bẩn, thường bốc phân bỏ vào miệng, gặp hòn sỏi, mảnh sắt cũng cho vào miệng nhai bừa, nuốt đại. Vì vậy mang thương tích mà không tiêu quá nổi nên phải chết. Đó là hậu quả của sự tham thực. Thương thầy trên đao dưới thớt. Trong khoảng thời gian đó, biết bao con vật đau đớn, chỉ vì miệng bụng mà ngày ngày tàn hại không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo nên sát nghiệp quá nặng thì làm sao tránh khỏi ác báo. Xưa kia, ở thành Thanh Châu, có một ông lão không con. Nghe người ta bảo rằng ăn rùa sẽ có con. Ông liền đi mua thật nhiều rùa, hàng ngày nấu ăn. Trải qua hơn một năm, toàn thân ông ta sinh ra ung nhọt. Các thầy thuốc đều bó tay, vô phương cứu chữa. Ông nằm trên giường đau đớn, rên la ú ớ, chịu nhiều nỗi thống khổ đến chết. Nhà trên đàn ca múa hát, dưới bếp dao thớt, nhuộm máu đỏ. Thịt béo rượu nồng, tổn giảm tuổi thọ, phước đức tiêu mòn. Thiện ác phước quả, người có trí huệ nên cẩn thận. Mọi người đều cho rằng tội của người giết nặng, tội của người ăn nhẹ. Điều này không đúng. Luật pháp đã quy định phạm tội cũng chia làm hai loại, đó là thủ phạm và tòng phạm. Thủ phạm chính là tự tay mình làm, còn đồng phạm là những kẻ hùa theo. Vậy thì người trực tiếp giết là thủ phạm hay người ăn thịt là thủ phạm? Điều này không nhất định. Ví như lúc đồ tể giết heo đi bán, lúc này đồ tể chính là thủ phạm, người mua thịt là tòng phạm. Nhưng thịt không đủ bán, vì người mua thịt nhiều quá, đồ tể bèn giết thêm. Lúc này người mua thịt trở nên thủ phạm, đồ tể là tòng phạm. Cho nên, gieo nhân như thế nào thì mỗi người tự chịu quả báo như thế ấy. Người thời nay không tin sợ lý nhân quả báo ứng bằng người thời xưa. Họ rất sợ nhân quả, mà ngay kẻ đồ tể cũng sợ nhân quả báo ứng. Cho nên lúc sắp giết heo, miệng luôn nói như thế này: heo này, heo này, mày đừng hận tao, mày là món ăn của thế gian. Họ không ăn, tao không giết. Mày hãy đòi nợ người ăn thịt. Bạn xem, chẳng những người ăn cho đến kẻ giết heo cũng sợ heo đến đòi mạng như thế. Rốt cuộc, heo đòi nợ người ăn hay là đòi nợ người giết? Tục ngữ có câu nói rất hay: oan có gia, nợ có chủ. Cho nên, ăn có quả báo của ăn, giết có quả báo của giết. Để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại, Đức Phật khuyên chúng ta nên ít muốn, biết đủ, bố thí để diệt trừ tánh tham. Nhưng có người bố thí rất nhiều mà lòng vẫn tham, vẫn còn là tại vì họ bố thí để cầu mong phước báo gấp muôn lần của đã bố thí. Đó chỉ là phước báo về sau, chứ không dứt tánh tham. Muốn đoạn trừ tánh tham, Phật dạy phải bố trí tam luân không tịch, nghĩa là không thấy mình thí vật thí và người thọ thí. Làm cho chúng sanh hết khổ là mình vui, không mong cầu chi hơn, nguyện đem phước lành đó hồi hướng về đạo vô thượng Bồ Đề. Bố thí như thế mới phù hợp với lời Phật dạy, dứt hết phiền não, tham lam, mau thành tựu đạo quả. Là Phật tử phải nên giác ngộ. Ham muốn nhiều khổ lụy càng sâu, nhọc nhằn sách tử bấy lâu, đều do tham dục dẫn đầu gây nên. Tấm ít muốn giữ bền đào nghiệp, hạnh vô vi không tiếp nghiệp duyên, tự nhiên sẽ hết não phiền, an vui tự tại giữa miền nhân gian. Để cho các hàng đệ tử biết được phương pháp tu hành, Ngài đưa ra con đường trung đạo, không dung dưỡng và ép sát thái quá, ăn ngủ chừng mực để dành thời gian nghiên cứu giáo lý, sống hợp lẽ đạo, nuôi dưỡng tâm linh ngày một lớn mạnh trong chánh pháp Phật Đà. Thuở xưa, Phật thường dạy Ngài Mahanam: ông nên biết dục không có gì là lạc, chỉ toàn là khổ. Nó rất nguy hiểm, giống như rắn độc, phải mau tránh xa mới mong thoát khỏi dòng sanh tử khổ đau. Nếu người nhiều tham dục nên quán bất tịnh. Nếu yêu sắc đẹp, quán thay chết bầm xanh. Yêu dáng điệu, quán thay chết sình dương nứt nẻ. Yêu âm thanh, quán người bệnh thở thoi thóp rồi tắt thở. Yêu bóng dáng, quán cửu khiếu hàn, bài tiết ra những thứ bất tịnh. Cho đến quần áo, mùng mền, chiếu gối trong ngoài đều bất tịnh tổng quán. Quán được như vậy thì tận diệt được tâm điên đảo, mê lầm, ái nhiễm. Thấy người đa dục cầu đã khổ, được nó giữ gìn càng khổ thêm. Mất đi buồn thảm, khổ lại hơn. Mong cầu được dục, không màng khổ. Dục nhân vô thường, sanh sầu thảm. Các thứ dục đó nên bỏ đi. Dĩ như rắn độc vào nhà người, không gấp đuổi đi tai họa đến. Những thứ dục cầu vui điên đảo, cùng dục vui vậy không nhàm chán. Thường cùng lỡ dục chung một chỗ, bị nó thiêu đốt sanh tử mãi. Phật xưa cảnh tỉnh các đệ tử, ly dục ly ác, bất thiện pháp. Người không tham dục, tâm an tịnh, vượt khỏi sanh tử ra ba cõi. Thứ tư, khắc phục những tâm niệm ghen tuông thù hận. Phật dạy phải bình tâm quán chiếu cho thấu đáo luật nhân quả, coi như là nghiệp phải trả. Lấy sự tác nghịch làm sự tác thành. Chính cái nghịch cảnh ngang trái đó để cho mình thấy rõ ái tình là gốc sinh ra phiền não, khổ đau mà thức tỉnh. Nương về tam bảo tu hành, chuyển hóa ác nghiệp, không hay hơn là giết hại lẫn nhau. Oan trái biết bao đời mới chấm dứt. Không có nỗi bất hạnh nào bằng trong gia đình, chồng hoặc vợ sanh tâm ngoại tình. Khi đó mất hết niềm tin tưởng lẫn nhau, thì thử hỏi làm sao có nghị lực xây dựng cơ nghiệp. Gia đình xào xáo, con cháu tủi nhục, mất hết lòng tôn kính, danh dự, nhân phẩm bị chôn vùi. Có khi đưa đến cảnh đường ai nấy đi. Nếu bước thêm bước nữa, thì con nó gặp cảnh cha ghẻ mẹ ghẻ, con mày con tao, tất cả đều khổ. Bởi thế, những ai là bậc hiền trí, hãy mau nghe lời Phật dạy. Đừng vì một chút tình dục nhơ bẩn thấp hèn mà làm khổ mình, hại người, liên lụy đến con cháu thì không nên. Bồ Đề Lão Tổ từng dạy, gái không trung tiết, chuyện kiếp ghen tuông. Lừa trai, gạt trai, chồng bỏ bất ngờ. Lừa gái, gạt gái, vợ bỏ thình lình. Cố dâm ép người, thế loạn hữu quyền. Qua lời dạy của Tổ, đã chỉ cho người đời thấy rằng những ai lừa gạt tình cảm người khác sẽ mất hết âm đức, tự nhiên gia đạo của họ bất an, ghen tuông, đổ vỡ, sau khi chết bị đọa làm quỷ trùm đầu. Thuở Phật, một hôm Tôn giả Một Kiền Liên du hành đến cảnh giới ngạ quỷ. Khi đó có một con quỷ đến hỏi: "Thưa Tôn giả, do ác nghiệp gì mà tôi đọa làm quỷ, đi đâu cũng trùm cái đầu lại khổ sở như thế này?" Ngài Một Kiền Liên đáp: "Tại vì những đời trước, người gian dâm vô đạo, lấy vợ, giật chồng, phá hoại trinh tiết con cháu nhà người. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải quả báo như thế." Kinh Tạp Tạng: tà dâm còn dẫn đến tình trạng uống thuốc phá thai, nạo thai, phạm tội giết người, chắc chắn bị đọa địa ngục. Trong Kinh Trường Thọ Diệt Tội, Đức Phật Phổ Quang Chánh Kiến Như Lai dạy nữ điên đảo cho rằng: nếu người nữ nào ác tâm uống thuốc phá thai, người này hiện đời mất báo, bệnh nặng, mạng sống ngắn ngủi. Sau khi chết, sa đọa địa ngục A Tỳ, chịu nhiều khổ não. Chẳng những người uống thuốc phá thai, cho đến người làm việc phá thai đều bị sa đọa. Bây giờ, có một con quỷ bạch với Ngài Một Kiền Liên rằng: "Thân hình tôi như một khối thịt, không có tai, chân, mắt, mũi, lưỡi. Thân thường bị trùng rút, chim mổ cắn rứt mà ăn, đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì nhân duyên gì mắc phải tội ấy?" Ngài Một Kiền Liên đáp: "Đời trước, ngươi cho người ta uống thuốc độc phá thai, khiến cho chúng sinh mạng sống không còn. Vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Muốn không vi phạm tà dâm, Phật dạy không nên dòm ngó sắc đẹp. Khi đối diện trước người nam hay nữ, phải nghĩ như thế này: người lớn tuổi hơn mình thì kính như cha mẹ, cô bác, anh chị. Người nhỏ tuổi thì coi như em cháu trong nhà. Người ngang tuổi thì xem như bà con ruột thịt. Và phải thận trọng từng ý nghĩ hành vi bất chánh, mang tính chất ái nhiễm, phải đoạn trừ ngay. cho đến sự ăn mặc sao cho kín đáo, đi đứng ngồi nằm nói cười phải đúng chỗ hợp thời. Giữ giới tà dâm không phải chỉ giữ cho mình mà thôi, mà còn phải giữ cho người khác nữa. Có nhiều người ăn mặc không kín đáo, nói cười lả lơi, khiêu gợi lòng dục của người khác. Xem xã hội thường xảy ra lắm vụ cưỡng hiếp, đó là tự hại mình hại người. Trong Lương Hoằng Sám nói, làm người ăn mặc mỏng manh, xuồng xả, cho thế là hơn, đời sau sanh vào nước lõa thể. Trong Thế Kinh Phật dạy, phàm làm vợ chồng chung sống với nhau, muốn có hạnh phúc an lạc ở hiện tại và tương lai, phải thọ trì ngũ giới, sống phải có trung có hậu, lấy lòng từ bi hỷ xả, quý kính chăm sóc lẫn nhau, thì gia đạo được đầm ấm, yên vui. Châm ngôn nhà Phật có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là bậc giác ngộ, thấy rõ thập ác là nhân của khổ đau. Quý ngài sợ hãi, chăm tu thập thiện, hành lục độ. Còn chúng sanh là những người si mê, theo nhân thập ác. Đến khi quả khổ đau đến thì kinh hoàng khiếp sợ, van xin cầu cứu. Đó là nói lên tính mê muội của con người, được gọi là chúng sanh sợ quả khổ mà không tránh nhân xấu. Chúng ta sống trong cảnh giới ta bà này, chẳng khác nào ở trong một biển khổ bao la. Trong cái biển khổ bao la này, chúng sanh tàn sát, não hại lẫn nhau, chẳng khác nào ở chốn địa ngục. Quý vị vô nhà thương, khám đường, những nơi chiến trường và lò mổ gia cầm, đó là địa ngục của trần gian. Nói gần một chút nữa, nhà bếp của chúng ta là địa ngục Đao Sơn. Hàng ngày chúng ta biến mình thành quỷ sứ, đập đầu cắt cổ, lột da, bầm dập, chiên xào nấu nướng các loại vật, thì có khác gì quỷ sứ hành hình những tội nhân ở chốn địa ngục. Trong cái biển khổ mênh mông này, có mấy ai giác ngộ lo tu hành, cứ mãi chạy đuổi theo danh lợi. Họ tranh chấp lừa dối, dùng mọi thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau và thẳng tay tàn sát các loài vật để thỏa mãn lòng ham muốn của mình. Càng ham muốn thì càng lún sâu vào tội lỗi. Như thế là mỗi ngày họ lại tiếp tục gây tạo thêm ác nghiệp, chất chồng thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy quả báo đau thương. Để tránh ác báo, trong Thế Kinh nói, thuở xưa Phật dạy tín nữ Mạt Lợi phải thường khởi lòng từ đối với tất cả chúng sanh, không làm nghề ác, xa lìa sát sanh hại vật, cố gắng tập ăn chay kỳ, tụng kinh niệm Phật, cứu giúp mọi loài, lần hồi tiến lên cho đến khi trường chay bất sát. Là Phật tử, ai ai cũng biết không sát sanh ăn thịt, trường chay bất sát là điều tốt, nhưng khi thực hành, vì con người đã có thói quen sát sanh ăn thịt từ thuở nhỏ, nên bỏ ăn thịt là rất khó. Không bỏ được phải làm sao? Chuyện này cần phải quán tưởng những điều sau đây. Lo sợ gặp phải chiến tranh. Xin hỏi, mọi người có sợ chiến tranh xảy ra hay không? Nếu sợ thì khi đặt chén thịt trước mặt mình nên quán. Lúc con vật bị giết, nó sợ sệt giống y như con người sợ chiến tranh chết chóc vậy. Vì muốn tránh cảnh chiến tranh, tôi dứt khoát không ăn chén thịt này. Sợ bị bắt trói khi giặc cướp đến. Quán tưởng bước 2. Một mai chiến loạn xảy ra, giặc đến, nhân dân bị bắt trói, thật là đáng sợ. Khi đó nên quán tưởng chén thịt này, con vật lúc bị người ta mua, bắt trói, dắt đi làm thịt. Hình ảnh kêu gào của quyến thuộc chúng nó thật đáng tội nghiệp. Vì để tránh sự bắt trói bởi giặc giả, làm cho gia đình ly tán bi thương, tôi dứt khoát không nỡ ăn chén thịt này. Chính mình bị giết. Quán tưởng bước thứ 3. Giả sử thân ta khi sắp bị người khác giết, bản thân mỗi người có muốn hay không? Lúc này nên quán tưởng sự đổ máu đau đớn của con vật khi bị đập đầu cắt cổ bằng sắt, hầm nấu, chiên nướng. Để tránh thân mình khỏi bị kẻ khác giết hại bằng sắt chiên nấu, chén thịt này tôi thực sự không dám ăn. Nếu quán tưởng được 3 pháp quán này, không những chúng ta chẳng muốn sát sanh ăn thịt nữa, mà còn phát lộ sám hối những hành vi bất thiện của mình trong quá khứ và hiện tại, đồng thời phát tâm Bồ Đề, thành kính cầu xin chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho mình được đạo tâm kiên cố, trì trai giữ giới, bố thí phóng sanh, cứu độ mọi loài, để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo ra. Có một quán cơm chay treo một câu đối rất hay: người ăn chay thiên hạ giết nhau, ta không bị giết. Nghĩa là người ăn chay, hàng vạn chúng sanh bị giết, trong đó không có ta. Ăn chay công đức quả thực vô cùng thắng. Vậy mà có nhiều người không hiểu ý nghĩa ăn chay. Họ ăn theo thời cuộc. Ăn như vậy sẽ không tăng trưởng tâm từ và bỏ dở giữa chừng. Muốn ăn chay bền phải vì lòng từ, phát tâm ta ăn chay mới lâu dài hưởng nhiều phước lành. Các nhà tâm lý học nói có 12 điều mà vợ chồng cần biết để áp dụng trong đời sống gia đình được tốt đẹp. Thứ nhất, không được nhắc lại những việc chẳng tốt trong quá khứ. Thứ hai, không thoá mạ nhau. Thứ ba, hãy kiềm chế cơn giận. Thứ tư, không dành phần phải về mình. Thứ năm, không gây phiền toái vào những lúc chẳng thuận lợi như đang ngủ, buổi trưa nóng nực, đi làm về mệt mỏi, vừa có chuyện buồn bực, bệnh hoạn. Thứ sáu, không mang cái bực bội ở ngoài về nhà trút lên đầu người khác. Thứ bảy, đối xử chu đáo cả hai bên gia đình, vợ và bên chồng. Thứ tám, trung thành chăm sóc nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thứ chín, việc chung của gia đình nên bàn bạc lẫn nhau. Thứ 10, nên có những cử chỉ, lời nói làm đẹp lòng nhau. 11, nên thỉnh thoảng mua sắm đồ trang sức, vật phẩm dâng tặng lẫn nhau. 12, khi có lỗi lầm, vợ chồng đóng cửa dạy nhau trong nhà với tinh thần tôn trọng yêu thương. Dấu hiệu không tôn trọng là dấu hiệu báo trước sự tan vỡ. Nói tóm lại, nếu trong gia đình vợ chồng không tà dâm thì cuộc sống được đầm ấm, hạnh phúc, yên vui, làm ăn tấn tới, sự nghiệp vững bền, con cháu vui vẻ, dòng họ bà con lối xóm đều quý mến khen ngợi và có oai đức. Ai nhìn thấy vợ chồng, con cháu mình đều khởi tâm kính trọng, không hề có ý tà kiến. Trong kinh Thập Thiện, Phật dạy, nếu ai xa lìa tà hạnh, thời thành tựu được 4 điều lợi ích như sau. Thứ nhất, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều được vẹn toàn. Thứ hai, dứt sạch phiền não, rộn ràng. Thứ ba, được người đời khen ngợi. Thứ tư, vợ chồng con cháu không ai dám xâm phạm. Nếu ai hồi hướng về đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, được tướng trượng phu ẩn mật tàng của Phật. Nên có câu, giới thứ ba cấm trừ sắc dục, chớ tư tình, mình lén lút ngoài duyên, trăng khoa, lòng chớ đảo điên, chánh dâm cũng phải răng khuyên từ từ. Gái trai không phạm dâm tà, thân hình đẹp đẽ như hoa thơm lừng, lại thêm tư chất đoan trang, tự nhiên đức hạnh sạch trong lào lào. Ngược lại, trong kinh Bát Sư, Phật nói, nếu người nào tối ngày cứ mơ tưởng làm việc tà dâm, khi vợ chồng con cháu của người ta biết được, phải chịu cảnh hao gầy, đánh đập, bắn giết, làm cho chân tay đứt gãy, pháp luật gia hình, thân thể bầm dập, lúc chết đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ bắt nằm giật sắt, ôm cột đồng, rồi nổi lửa đốt cháy cả thân. Tội địa ngục hết, sanh làm chim sẻ, chim bồ câu, uyên ương. Khi được làm người, phải chịu cảnh ghen tuông, gia đình đổ vỡ, sống đời đơn độc, thường vướng ác nạn, xa Phật, trái Pháp, chẳng gần thánh hiền, tâm thường lo sợ, nhiều khổ, ít vui. Phật lại nói bài kệ, dâm là hạnh bất tình, mê lầm bất đạo chánh, hình gầy hồn phách sợ, giảm thọ và chết non. Mắc tội dài dột quá, chết đọa trong đường ác, ta vì sợ quá sợ, bỏ nhà thích núi non. Lại nữa, tà dâm có 10 tội. Thứ nhất, vợ chồng bất hòa, thường đánh cãi luôn. Thứ hai, các điều ác càng tăng, điều lành càng giảm. Thứ ba, của cải ngày càng hao mòn. Thứ tư, có xảy ra việc xấu, thường bị người nghi. Thứ năm, dòng họ bạn bè chẳng ai ưa mến. Thứ sáu, kẻ quan gia được cơ hội. Thứ bảy, tấm thân chẳng giữ được, vợ con côi cút. Thứ tám, các khổ vây quanh. Thứ chín, chết bị đọa địa ngục. 10. Được tái sanh làm người gái thì bị cảnh chồng chung. Trai thời vợ chẳng trinh, tránh luận trí độ. Cổ đức cũng từng dạy, ác tà dâm thứ ba càng tệ. Chúa hôn mê chiếm đoạt thê thần, làm đảo huyền tất cả quốc dân. Tội bất chánh, hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của, nhiều dân kiếp bần cùng. Quan lớn thế, dâm ô dân khổ. Trai liều lĩnh, điều này nên bỏ. Đừng phá trinh, hại tiếc nữ nhân. Gái lặng lơ, tiếng huyễn lời đờn. Hoa có chủ, đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi, nữ nam ơi hỡi. Bỏ những điều tiếng dục tông môn. Đấng nam nhi, học lấy điều khôn. Lòng trung hiếu, nhìn theo đạo lý. Hàng phụ nữ, gương xưa đố chí. Những mẹ hiền dâu thảo noi truyền. Niệm Phật mà tạo lấy thiền duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thời Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ Phật tử phóng quang minh. Ráng hiểu rành tiếng kệ lời kinh, thời mới được thân sao vinh hiển. Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta thường gặp phải những tình huống khiến cho ta tức giận và oán trách mình. Nhưng liệu oán trách có giải quyết được vấn đề gì hay không? Thời gian để chúng ta oán trách chi bằng ta tự thay đổi bản thân, tự mình nỗ lực để vươn lên, hơn là cứ để mình trở nên tức giận và bất mãn. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn hay là thất bại, thay vì oán trách mình và những người xung quanh, tại sao không sử dụng nguồn năng lượng đó để phấn đấu, để cố gắng vượt qua mọi thử thách? Thay vì đổ lỗi cho bên ngoài, hãy nhìn nhận vào bản thân và hãy tự hỏi là tôi có thể làm gì để thay đổi tình hình. Hãy dừng lại và suy ngẫm liệu việc oán trách có giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta hay không. Thay vào đó, hãy đặt ra những mục tiêu và kế hoạch cụ thể và tự mình nỗ lực để đạt được chúng. Vậy cho nên, hãy để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày bằng cách tự mình nỗ lực và không ngừng phấn đấu. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ cùng nghe, suy ngẫm và chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ của bạn về vấn đề này. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, trên cuộc đời này, không ai có thể tránh khỏi những cơn tức giận. Tuy nhiên, điều quan trọng là có người nhận thức ra rất nhanh rằng tức giận không giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, họ hiểu rằng việc duy trì sự bình tĩnh và kiểm soát bản thân trong những tình huống khó khăn mới là chìa khóa để vượt qua mọi thách thức. Những người này không ngừng tổng kết và tiếp thu bài học từ những trải nghiệm, từ những sai lầm. Họ hiểu rằng chỉ có khi học hỏi và thấu hiểu được bản thân, họ mới có thể trở thành mạnh mẽ và thông minh hơn. Nhờ nhận thức và sự tiếp thu bài học, họ dần trở nên suy nghĩ và hành động ngày càng thấu đáo hơn. Họ cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày, dù chỉ là một chút nhỏ, để tiến bộ và trở nên tốt hơn. Dù cuộc sống thường mang đến những trận gió mưa, dù có gặp phải những chuyện bất công và ngang trái, nhưng bằng sự kiên nhẫn, sự tự lập và lòng kiên định, con người có thể vượt qua mọi thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn. Oán trách và tức giận chỉ làm tổn thương chính bản thân mình, không giải quyết được vấn đề gì thêm. Thực tế, tức giận chỉ là biểu hiện của sự vô năng, khiến cho sức khỏe vật lý và tâm trạng của chúng ta bị ảnh hưởng tiêu cực. Hỗn loạn trong tâm trí chỉ tạo ra thêm rối bời, không có ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Trên thế giới này, luôn có người khiến bạn không hài lòng. Người ưu tú sẽ gặp người đố kỵ, người bình thường sẽ gặp người khinh thường. Dù bạn là người như thế nào, luôn sẽ có người chỉ trỏ và phê phán bạn. Nhưng điều quan trọng là hãy là chính mình và làm tốt nhất có thể. Đừng để cho những ý kiến của người khác làm mất đi sự tự tin của bạn. Hãy tập trung vào việc phát triển bản thân và làm những điều mà bạn tin là đúng. Chỉ khi bạn là chính mình và làm tốt nhất có thể, bạn mới có thể đạt được sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống này. Tức giận thực sự là một dạng tu dưỡng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng kiểm soát được. Khi bị người khác chỉ trích, chúng ta dễ tức giận vì không đủ kiên nhẫn và tự chủ. Tuy nhiên, việc tức giận cũng có thể là một bậc trí huệ nếu chúng ta biết cách sử dụng nó một cách thông minh. Tức giận không phải là để trừng phạt người khác, mà là để trừng phạt chính bản thân mình. Nó là một cơ hội để chúng ta nhìn vào lỗi lầm của mình và từ đó học hỏi và phát triển. Người không dễ dàng tức giận là người có lòng sáng ngời, độ lượng và khẳng khái. Họ biết cách khoáng đạt và thông dong, không để bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực từ bên ngoài. Một tâm trạng tốt sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc. Khi tâm trạng chúng ta tốt, chúng ta sẽ luôn mỉm cười và gặp gỡ mọi người một cách tích cực. Con đường nhân sinh của chúng ta cũng sẽ ngày càng thông thuận hơn, vì chúng ta không để cho những cảm xúc tiêu cực làm ngăn trở chúng ta trên con đường của sự thành công và hạnh phúc. Tức giận và oán trách chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề nào, thậm chí còn làm cho mọi tình huống trở nên tồi tệ hơn. Việc tức giận và oán trách chỉ làm cho bản thân mất đi lý trí, làm cho mọi khó khăn trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, khi gặp phải những chuyện trái ý, chúng ta cần phải giữ được bình tĩnh và không dễ dàng đưa ra quyết định trong cơn nóng nảy. Thay vì tức giận và oán trách, hãy tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và chín chắn. Hãy xem xét mọi khía cạnh của tình huống và tìm ra cách tiếp cận phù hợp nhất. Đôi khi một suy nghĩ lạnh lùng và sự điềm tĩnh là chìa khóa để giải quyết mọi khó khăn một cách hiệu quả nhất. Hãy nhớ rằng, trong những tình huống khó khăn, sự bình tĩnh và sự điềm tĩnh sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp tốt nhất. Đừng để cho cảm xúc nóng nảy làm mất đi sự kiểm soát của chính mình, mà hãy luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ và tự chủ trong mọi tình huống. Con người sống ở trên đời không thể mong mọi việc đều thuận theo ý muốn, nhưng cũng không nên để những điều tiêu cực làm chủ đạo cuộc sống. Giống như một vì sao, nếu có rơi xuống cũng không thể khiến cho bầu trời ảm đạm, hoặc một bông hoa úa tàn cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của mùa xuân. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, chúng ta cần đối diện bằng sự tích cực. Đừng oán trách đời, đừng oán trách người, mà hãy tự mình thực hiện sứ mệnh của mình. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó, và nếu không thể thay đổi người khác, hãy thay đổi bản thân mình. Nếu không thể thay đổi hoàn cảnh thì hãy thay đổi tâm thái của mình. Chúng ta cũng không nên từ bỏ trước những khó khăn, thay vào đó hãy quay đi và tìm kiếm hướng đi mới. Với một tâm thái quyết định và kiên định, cuộc sống là một hành trình, và cách chúng ta quyết định nhìn nhận và đối diện với nó sẽ quyết định số phận của chúng ta. Có một triết gia từng nói rằng tâm thái chính là chủ nhân của bạn. Điều này có nghĩa là tâm thái tốt có thể mang lại cho bạn sự lạc quan, khoáng đạt và khả năng vượt qua mọi khó khăn. Tâm thái tốt có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Người có tâm thái tốt sẽ không dễ dàng tức giận, bởi vì họ hiểu rằng tâm thái bình an là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Chữ thái được tách ra thành tâm và nhất cùng với đại nghĩa, ý chỉ rằng tâm trạng của chúng ta cần phải rộng lớn hơn một chút để có thể nhìn nhận mọi vấn đề một cách rõ ràng và từ bi. Với tâm thái tốt, chúng ta có thể nhìn nhận mọi tình huống một cách lặng lẽ và chín chắn, không dễ bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực mà thay vào đó là tìm kiếm giải pháp tích cực và xây dựng. Hãy nuôi dưỡng tâm thái tích cực để cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Cuộc đời của chúng ta là một cuộc hành trình dài, đầy những gập ghềnh và thăng trầm không thể tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là cách chúng ta đối mặt với những khó khăn đó như thế nào. Nếu chúng ta quá mải mê trong những trầm mặc và buồn bã về những khó khăn, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên thiếu đi những niềm vui đáng kể. Thay vì tức giận và quán phí thời gian trong việc quán trách, hãy nghĩ một cách thông suốt và nhìn thoáng qua. Hãy tận dụng mọi trải nghiệm để làm phong phú bản thân và cuộc sống của chính mình. Hãy biến những thử thách thành cơ hội để trưởng thành và phát triển, để từ đó trở thành một phiên bản ưu tú hơn của chính mình. Bằng cách này, chúng ta không chỉ làm cho cuộc sống của mình trở nên phong phú và đa dạng hơn, mà còn tạo ra những ý nghĩa tích cực trong kiếp nhân sinh của mình. Hãy nhìn nhận cuộc sống với tâm trạng mở rộng và lòng tin vào khả năng vượt qua mọi trở ngại. Đó là cách để tạo ra một cuộc sống đầy màu sắc và ý nghĩa. Trong cuộc sống này, có những khoảnh khắc ta cảm thấy bị bỏ rơi, bị mất phương hướng và cảm thấy mệt mỏi trong hành trình của mình. Nhưng từ những khó khăn và thách thức, có một niềm tin vững chắc trong lòng chúng ta, niềm tin vào sự che chở của thần Phật. Chẳng phải mỗi khi gặp khó khăn, ta đều tìm đến chùa cầu xin phước lành, hy vọng rằng thần Phật sẽ che chở cho chúng ta thoát khỏi hiểm nguy và hóa giải mọi khó khăn đó sao? Nhưng liệu chúng ta đã thực sự hiểu rõ điều đó chưa? Có những dấu hiệu mà thần Phật âm thầm phù hộ chúng ta, những dấu hiệu mà không phải ai cũng nhận ra được. Đó không chỉ là việc đến chùa và cầu nguyện, mà là sự tu tâm và tích đức từ kiếp trước. Sau đây là 8 dấu hiệu mà nếu bạn nhận ra, đó là sự chứng tỏ bạn đang được thần Phật ban tặng hồng phúc. Những dấu hiệu này không chỉ là những biểu hiện bề ngoài, mà còn là sự thể hiện của tâm hồn và tinh thần bên trong. Nếu bạn nhận ra những dấu hiệu này trong cuộc sống của mình, hãy yên tâm rằng bạn đang nhận được hồng phúc từ thần Phật. Hãy tiếp tục tu tâm tích đức và sống đúng đắn, dần may sẽ chắc chắn đến với bạn vào một thời điểm thích hợp. Thứ nhất là đem lại nhiều may mắn cho người khác. Những khoảnh khắc may mắn không chỉ là những điều mà chúng ta tự trải qua, mà còn là những dấu hiệu của sự chia sẻ và tình nguyện. Một người có lòng tốt và sẵn lòng chia sẻ với người khác thường mang lại niềm vui và may mắn cho mọi người xung quanh. Và đây là cách mà họ trở thành người có phúc. Chẳng hạn như hôm nay bạn đi vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi mà thị trấn nhỏ này vẫn còn giữ lại vẻ đẹp truyền thống. Hàng quán đang rất vắng vẻ, và bạn bắt đầu nhìn xung quanh với tâm trạng trầm ngâm. Bạn đã nhìn thấy người chủ quán đang ngồi đó với vẻ mặt lo lắng và buồn rầu. Không thể chịu đựng được, bạn bước vào quán và đặt một ly cà phê. Trong lúc chờ đợi, bạn bắt đầu trò chuyện với người chủ quán, cố gắng làm cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Dần dần, một vài khách hàng khác cũng bắt đầu đến và đặt hàng. Mọi thứ dường như bắt đầu thay đổi. Những cuộc trò chuyện vui vẻ và những nụ cười đã lấp đầy không gian. Quán trở nên rộn ràng và huyên náo hơn. Người chủ quán cũng trở nên vui vẻ hơn, và vẻ mặt lo lắng của anh ấy dần dần tan biến. Những giây phút đó, bạn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn khi biết rằng chính mình đã đem lại niềm vui và may mắn cho người chủ quán và cả những người khách khác. Đó không chỉ là việc bạn mua một ly cà phê, mà là cảm giác biết ơn và sẵn lòng chia sẻ tình thương với mọi người xung quanh. Cuối cùng, chúng ta có thể nhận ra rằng điều may mắn thực sự không chỉ đến từ những gì chúng ta nhận được, mà còn từ những gì chúng ta sẵn lòng cho đi. Đó là bí mật để trở thành người mang lại phúc lành cho mọi người xung quanh mình. Thứ hai, đó là lúc khó khăn luôn có lối thoát. Cuộc sống là một cuộc hành trình đầy những thử thách và khó khăn. Nhưng đôi khi, giữa những khó khăn đó, chúng ta có thể tìm thấy những lối thoát không ngờ đến. Đó có thể là những tình huống thuận lợi bất ngờ, những cơ hội xuất hiện đúng lúc hoặc sự hỗ trợ đến từ những người xung quanh mình. Người ta thường nói rằng tích đức từ tiền kiếp. Điều đó có nghĩa là những hành động tốt lành và những nỗ lực tích cực từ quá khứ của chúng ta có thể tạo ra những hậu quả tích cực trong cuộc sống hiện tại. Hãy tưởng tượng một người đang đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống cá nhân. Mọi thứ dường như đổ vỡ và anh ta cảm thấy mất mát và tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc đó, một cơ hội xuất hiện, một dự án mới, một công việc tốt hơn hoặc một sự kiện không ngờ đến. Anh ta gặp được những người bạn mới, những người đồng nghiệp hỗ trợ và khích lệ anh ta, và những cánh cửa mới mở ra trước mắt. Những nỗ lực từ quá khứ của anh ta, dù là nhỏ nhặt, đã tạo ra những dấu ấn tích cực và giúp anh ta tìm thấy lối thoát trong thời điểm khó khăn nhất. Điều quan trọng là trong những lúc khó khăn, chúng ta không nên mất đi niềm tin và hy vọng. Dù cho thử thách có khó khăn đến đâu, luôn luôn có một lối thoát, một con đường mới để khám phá và tiến lên. Và đôi khi, chúng ta chỉ cần tin vào sức mạnh của tích đức từ tiền kiếp và sẵn lòng nhận những điều tốt lành đến với mình. Thứ ba là làm gì cũng suôn sẻ. Trên con đường cuộc sống, mỗi người đều gặp phải những thử thách và khó khăn. Nhưng có những người thì dường như mọi việc luôn thuận lợi và suôn sẻ hơn. Họ có thể làm bất cứ điều gì, từ kinh doanh đến làm việc công sở, và mọi thứ đều trở nên tốt hơn so với những người xung quanh. Chẳng hạn, hãy tưởng tượng bạn là một doanh nhân, kinh doanh trên một con đường nhỏ. Mặc dù cùng kinh doanh một mặt hàng với những người láng giềng, nhưng do phúc tích từ tiền kiếp, bạn luôn thu hút được sự chú ý của khách hàng. Mỗi ngày, cửa hàng của bạn luôn đông đúc với khách hàng, trong khi các cửa hàng khác trên dãy phố lại vắng vẻ. Lý do đơn giản là trong quá khứ, bạn đã tích lũy được những phẩm chất và nỗ lực đặc biệt, và điều này đã tạo ra sự khác biệt rõ ràng trong cuộc sống hiện tại. Bạn có thể làm việc với sự kiên nhẫn, với sự tự tin và lòng nhân ái, và những phẩm chất này đã làm cho bạn trở nên nổi bật trong mắt của người khác. Nhưng điều quan trọng là dù có may mắn hơn so với những người xung quanh, thì bạn không nên tự mãn và kiêu ngạo. Hãy nhớ rằng mỗi thành công đều đến từ nỗ lực và sự kiên trì. Và điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng và sử dụng phúc tích từ tiền kiếp một cách đúng đắn. Hãy tiếp tục làm việc với tâm hồn biết ơn và lòng hiếu khách, và cuối cùng sẽ có thêm nhiều cơ hội và thành công đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ tư là bạn có nhiều bạn bè quý mến. Có những người may mắn trong cuộc đời có thể gặp gỡ và kết bạn với nhiều người quý mến và đáng trân trọng. Và đúng như câu, người có phúc cũng là người có nhiều bạn bè tốt. Họ thường được bao quanh bởi một vòng tròn bạn bè đáng yêu và hỗ trợ. Những người này không chỉ là người bạn mà còn là những người đồng hành trong cuộc đời, sẵn sàng chia sẻ niềm vui và chia sẻ gánh nặng trong những thời điểm khó khăn. Khi bạn gặp khó khăn, đừng ngạc nhiên khi có rất nhiều người sẵn lòng ra tay giúp đỡ bạn. Lý do cho điều này không phải là ngẫu nhiên, mà là bởi sức hút của phúc tích từ tiền kiếp của bạn. Bạn đã tích lũy được những hạt giống tốt lành trong quá khứ, và điều này đã tạo ra một lực hút vô hình, thu hút những người tốt bụng và hỗ trợ đến gần bên bạn. Khi bạn gặp khó khăn, đừng ngần ngại nêu ra những vấn đề và yêu cầu sự giúp đỡ từ bạn bè. Đôi khi, chỉ cần một lời động viên, một cái ôm chân thành hoặc một lời khuyên chân thành đã đủ để giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Và hãy nhớ rằng, trong mỗi người bạn, trong mỗi lời nói và hành động đều chứa đựng một phần của sức mạnh và niềm tin được hình thành từ phúc tích của bạn. Hãy trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ này, và luôn sẵn lòng trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho người khác, giống như họ đã làm với bạn. Thứ năm là có người vợ hay là người chồng lý tưởng. Trong cuộc sống, có những người được ban phước với sự hòa hợp và tương thân tương ái từ kiếp trước, và điều này thường dẫn đến việc gặp được người vợ hoặc người chồng lý tưởng. Những người này nhờ vào phúc tích từ kiếp trước thường gặp được người bạn đời mà họ mong muốn, một người sẵn lòng hy sinh và hết lòng yêu thương. Khi một người có phúc nhờ tích đức gặp được người yêu thương, họ thường biết trân trọng và đánh giá cao mối quan hệ này hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc đời. Họ sẵn lòng đặt lòng tin và tình yêu vào người bạn đời, vì họ hiểu rằng điều đó là quý báu và không phải ai cũng có được cơ hội như vậy. Người vợ hoặc người chồng lý tưởng của họ đầy lòng biết ơn với sự may mắn và hạnh phúc từ kiếp trước, sẽ dành trọn tình yêu và lòng chung thủy cho họ. Họ sẵn lòng hy sinh, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, bởi vì họ hiểu rằng tình yêu đích thực không phải là sự đòi hỏi mà là sự hy sinh và sẻ chia. Vì vậy, nếu bạn là một trong những người được phước lành với phúc tích từ tiền kiếp, hãy biết ơn và trân trọng mọi điều tốt lành đến với mình trong cuộc sống này. Hãy sống hết lòng với tình yêu và lòng hiếu khách, và biết rằng nhờ vào những phẩm chất đáng quý này, bạn đã tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và đáng trân trọng hơn rất nhiều người. Thứ sáu là con cái ngoan ngoãn giỏi giang. Con cái ngoan ngoãn và giỏi giang là một phần quan trọng của cuộc sống gia đình, và đối với những người được phúc nhờ từ trời Phật, đây là một phần thể hiện của sự che chở và ơn lành từ vũ trụ. Việc có được những đứa con ngoan là một điều đáng quý, không phải ai cũng được may mắn như vậy. Và chính vì thế, chúng ta cần biết trân trọng điều này. Một người có phúc nhờ trời Phật che chở thường được ban tặng những đặc ân và ơn lành, không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Những đứa con của họ thường thể hiện sự hiếu thảo và lòng biết ơn đối với cha mẹ, và sẵn lòng nỗ lực và học hỏi để trở thành những người có ích cho xã hội. Khi một người cha hay là người mẹ nhìn thấy con cái mình ngoan ngoãn, giỏi giang và có lòng hiếu thảo, họ cảm thấy hạnh phúc và tự hào không gì sánh bằng. Đó là một biểu hiện rõ ràng của sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Vì vậy, hãy trân trọng và đánh giá cao mỗi khoảnh khắc bên cạnh những đứa con ngoan của mình. Hãy dành thời gian và tình yêu thương cho họ và luôn dẫn dắt họ trên con đường đúng đắn và có ý nghĩa trong cuộc sống. Đồng thời, hãy nhớ rằng điều quan trọng nhất là không phải là việc có được những đứa con thông minh và giỏi giang, mà là việc nuôi dưỡng họ thành những con người có tâm hồn cao quý và lòng biết ơn. Thứ bảy là người tin vào nhân quả. Người tin vào nhân quả là những người hiểu rõ rằng mọi hành động của họ đều mang lại hậu quả, và điều này là điểm quan trọng đối với sự phát triển của họ. Bằng cách sống lương thiện và hành xử đúng với đạo trời, họ không chỉ tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của mình mà còn lan tỏa những giá trị tốt lành đến xã hội xung quanh. Người tin vào nhân quả hiểu rằng mỗi hành động, mỗi từ ngữ và mỗi suy nghĩ đều được tính toán và có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ và những người khác. Với lòng biết ơn và lòng từ bi, họ luôn cố gắng hành động theo con đường đạo đức và đạo lý, không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn vì hạnh phúc và sự an lạc của mọi người. Họ không chỉ dừng lại ở việc hành động một cách đúng đắn mà còn tích cực lan tỏa những giá trị này đến mọi người xung quanh mình. Bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp và lương thiện, họ trở thành một nguồn cảm hứng và sự động viên cho những người khác, giúp họ cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của việc sống một cuộc sống đúng đắn. Và không ngạc nhiên khi những người này được phúc báo và phúc lợi sâu dày, bởi vì theo lẽ nhân quả, những gì bạn gieo vào thế gian, bạn sẽ gặt lại. Và với lòng thành kính và hành động tốt lành, họ thu hoạch được những phúc báo lớn lao từ trời cao, tạo nên một cuộc sống giàu có, không chỉ trong vật chất mà còn trong tâm hồn và ý nghĩa. Thứ 8 là người có phúc khí và ít khi nào ốm đau. Sự phúc khí từ trời Phật thường tỏa sáng qua sức khỏe vững mạnh và bền bỉ của người được ưu ái. Họ ít khi gặp phải những cảm giác đau đớn hay khó chịu từ những bệnh tật nhỏ nhặt như là ho, cảm cúm hay là ốm đau. Sức khỏe của họ luôn được bảo vệ và phù hộ bởi những phúc lợi từ kiếp trước. Khi bạn được ban phước với sức khỏe mạnh mẽ, bạn cảm thấy như mình là một phần của tự nhiên, đồng bộ và hài hòa với môi trường xung quanh mình. Bạn không cảm thấy bất lực trước những thử thách vật lý, mà ngược lại, bạn luôn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Khi có một cơn đau hoặc một cơn cảm cúm không làm bạn bị quấy rối, bạn cảm nhận được sức mạnh từ bên trong, sức mạnh mà chỉ có những người có phúc tích cao mới có thể trải qua được. Điều này là kết quả của những hành động tốt lành và lòng từ bi tích lũy từ kiếp trước, tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc xung quanh bạn. Hãy biết trân trọng và đánh giá cao mỗi khoảnh khắc của sức khỏe mạnh mẽ này. Hãy sử dụng nó để đóng góp vào cuộc sống của mình và giúp đỡ cho những người khác. Và hãy nhớ rằng sức khỏe là một phần quý giá của cuộc sống, và nó cũng là một món quà từ trời cao mà không phải ai cũng may mắn nhận được. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình này của chúng tôi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, quý vị có thể góp ý trao đổi và chia sẻ nội dung này đến với những người mà mình quan tâm. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.